ba việc nhất định phải tránh xa để cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, mọi người luôn cố gắng để có được những điều tốt đẹp nhất. Nỗ lực cả một đời cũng chỉ mong đổi lấy những ngày tháng nhàn hạ đủ đầy. Nhưng liệu có phải cứ dốc sức thì sẽ thu về trái ngọt? Có những chi tiết tuy nhỏ nhưng lại vô tình khiến chất lượng cuộc sống đi xuống. Nếu không muốn mãi chật vật, bạn cần nhớ những điều này. Sau đây là ba điều quan trọng mà chúng ta phải chú ý tránh xa ngay từ sớm để cuộc đời về sau được an nhàn và thoải mái hơn. Thứ nhất, đừng để công việc vắt kiệt năng lượng sống của bạn. Dạo gần đây, cư dân mạng truyền tay nhau câu chuyện của Brian. Anh đã từ bỏ một công việc đáng mơ ước ở công ty nổi tiếng để trở về quê nhà. Trước khi đi, một người bạn đã hỏi Brian rằng tại sao anh lại rời khỏi vị trí đáng mơ ước đó? Anh đã làm ở đây nhiều năm như vậy rồi, phúc lợi công ty cũng rất tốt. Anh chia sẻ rằng quyết định từ chức đến với anh rất tình cờ. Khoảng thời gian trước khi anh nộp đơn từ chức, anh phải gấp rút làm một dự án. Cả ngày ở công ty làm thêm giờ đến mất ăn mất ngủ. Brian nói thời gian đó anh rất mệt mỏi, người cũng gầy đi rất nhiều. Đến một hôm, sau khi rời khỏi công ty vào đêm muộn, anh bắt taxi về nhà và do mệt quá nên anh đã ngủ quên. Khi tới nơi, bác tài gọi anh dậy và nhắc nhở bằng giọng tâm tình. Anh bạn, tuổi còn trẻ như vậy, tốt nhất không nên lãng phí. Brian cho biết, sau khi nghe câu này hôm đó, trong đầu anh ấy chỉ có một suy nghĩ. Ngày mai tôi phải từ chức, tôi không thể tiếp tục làm nữa. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng khi một công việc không chỉ cướp đi thời gian của bạn mà còn cả giấc ngủ và sức khỏe của bạn trong một thời gian dài, thì bạn cần phải cẩn thận, cân nhắc lại. Hãy luôn nhớ rằng sức khỏe là điều quan trọng nhất. Có sức khỏe là có tất cả. Điều thứ hai, không được phung phí tiền bạc. Một cặp vợ chồng người Mỹ nọ đã may mắn trúng xổ số giải độc đắc với phần thưởng lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Sau khi khấu trừ thuế, họ vẫn còn lại 327 triệu đô la Mỹ. 5 tháng sau, một số phóng viên đến phỏng vấn và thấy rằng họ không giống như đã trúng số độc đắc vì cuộc sống của họ dường như không hề có gì thay đổi. Họ vẫn sống trong ngôi nhà cũ trước đây, lái chiếc xe hơi cũ, mua sắm ở siêu thị giá rẻ gần đó, mặc quần áo rộng thùng thình, không hề có những chuyến du lịch xa xỉ, xế hộp sang trọng, thậm chí những đồ dùng trong nhà cũng là những loại bình dân không hơn không kém. Vậy nên, câu hỏi đặt ra là, số tiền mà họ đã trúng giải đang ở đâu? Họ đã dùng nó với mục đích gì? Cặp đôi đã cười và đáp rằng, chúng tôi đã dùng số tiền đó thực hiện một số khoản đầu tư và quyên góp cho một số tổ chức từ thiện, cho nghiên cứu ung thư và giải quyết nạn đói ở trẻ em. Họ thẳng thắn chia sẻ, chúng tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tất nhiên trước đây, chúng tôi đã tính đến sử dụng số tiền đó cho những mục đích tiêu dùng hàng ngày. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định đầu tư và làm từ thiện. Chúng tôi sợ rằng, một khi dục vọng vật chất bùng lên, thì khó mà dập tắt được, và cuối cùng, nó sẽ nuốt chửng bản thân và khiến chúng tôi mất đi bản chất ban đầu của mình. Sau khi phóng viên đăng tin về cuộc sống của đôi vợ chồng sau khi trúng giải độc đắc, ngay lập tức nó đã trở nên nổi tiếng trên mạng vì quyết định của hai vợ chồng nọ. Đứng trước khối tài sản khổng lồ, hiếm ai có được sự tỉnh táo và lý trí như vậy. Hãy luôn nhớ rằng, những người có thể kiểm soát tiền của họ đều có thể dễ dàng kiểm soát cuộc sống của họ. Điều thứ ba, đừng bao giờ phụ lòng tin mà người khác dành cho mình. Hơn 10 năm trước, một người đàn ông và bạn của anh ta
cùng nhau khởi nghiệp. Ông rất tin tưởng người bạn này, giao toàn bộ nhà máy cho người đó quản lý và để đối phương toàn quyền kiểm tra sổ sách và chất lượng sản xuất. Tuy nhiên, hơn một năm sau, người ta nghe tin họ phá sản. Lý do là vì người bạn làm ăn đó đã làm ăn gian dối và ôm tiền bỏ trốn. Chất lượng sản xuất không đạt tiêu chuẩn. Liên tiếp 3 đợt hàng bị khách trả lại, hàng tồn đọng, không xoay được vốn dẫn đến phá sản. Người bạn thân đáng tin cậy của ông đã trở thành đao phủ và đẩy ông xuống vực thẳm không đáy. Ông phải thế chấp tài sản và ô tô, bán hết máy móc thiết bị để trả tiền công cho công nhân. Sau đó tôi nghe nói rằng người đàn ông bỏ trốn với số tiền đã bị bắt trong một vụ lừa đảo khác. Cuối cùng, ông ta cũng phải ngồi tù vì những gì mình đã gây ra. Lòng tin rất rẻ cũng rất đắt. Nếu đủ tin tưởng, người ta có thể sẵn sàng trao đi. Tuy nhiên, một khi đã mất thì dù có cố gắng như thế nào cũng không thể lấy lại được. Do vậy, đừng bao giờ phụ đi lòng tin của người khác dành cho bạn. Hãy đối xử tử tế và chân thành với mọi người. Bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Quý vị thân mến, sự khác biệt để làm nên đẳng cấp chính là việc xác định bạn đáng giá bao nhiêu. Giá trị bản thân tăng lên thì cuộc sống mới ngày càng chất lượng. Dù ở đỉnh cao hay đang cùng cực, nếu làm được 6 điều sau, cuộc sống tự khắc tốt lên, giá trị con người tăng vọt. Thứ nhất, tạm quên điện thoại di động để nhìn vào thế giới thực. Smartphone hiện đang ăn mòn cuộc sống của mọi người. Trên đường, thứ mà chúng ta nhìn thấy nhiều nhất là những cái đầu cắm cúi nhìn điện thoại của mình. Dù đang đi bộ, đi tàu xe, đi ăn hay đi chơi, đây đã trở thành thói quen của đại đa số mọi người. Để có thời gian đầu tư cho giá trị bản thân, tốt nhất, việc đầu tiên chúng ta cần làm là giảm thời gian cầm và lướt điện thoại. Đầu tiên, hãy dọn dẹp các ứng dụng không cần thiết. Thứ hai, tắt thông báo nhắc nhở của những app không quan trọng để tránh bị phân tâm. Đặc biệt là các ứng dụng sàn thương mại điện tử, các ví thanh toán online, một vài mạng xã hội như Instagram có tần suất gửi thông báo dày đặc. Trung bình cứ 8 phút, người ta lại mất tập trung một lần. Do đó, chỉ một tiếng thông báo, tin nhắn quảng cáo linh tinh cũng có thể kéo bạn khỏi guồng công việc. Điều thứ hai, đọc sách để tiếp xúc thế giới rộng lớn hơn. Khi mọi người chỉ sống trong giới hạn của bản thân, dù công việc và cuộc sống thú vị đến đâu, thì tư duy cũng dần trở nên trì trệ. Con người đôi khi cần có sự kích thích và đổi mới để thay đổi chính mình. Khi những suy nghĩ mới được kích hoạt, chúng ta mới được truyền cảm hứng. Và cách nhanh nhất để bạn thoát khỏi sự hạn chế của thế giới quan xung quanh là đọc sách. Hãy đọc một cách có biện chứng, khiến não bộ liên tục phải tư duy và suy nghĩ, kích thích bạn hiểu sâu, hiểu rõ về mỗi một vấn đề. Đừng chỉ đọc khô khan và dập khuôn theo quy trình từ 1 đến 2. Điều thứ 3, dành thời gian đi du lịch trải nghiệm. Hoạt động vừa có tác dụng giải trí, thư giãn, vừa nâng cao giá trị bản thân chính là đi du lịch. Bạn càng đi xa thì càng nhìn thấy nhiều, thế giới sẽ càng rộng mở. Đi để ngắm cảnh hay nghỉ dưỡng cũng là một cách. Nhưng hơn cả, bạn nên hòa nhập với người dân địa phương tại mỗi điểm đến. Từ quá trình quan sát, tìm hiểu cách họ sinh sống, học tập và làm việc, chúng ta mới có thể bổ sung trải nghiệm và làm giàu tâm hồn. Điều thứ tư, gia tăng khả năng kinh tế. Đây là một trong những điều kiện cần và đủ để đạt được mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống, để sự nghiệp đạt được thỏa mãn nhất định. Ít nhất cần hội tụ 3 nhân tố: làm việc chăm chỉ, nhận được sự công nhận và tôn trọng, có thu nhập hợp lý. Thế nào là hợp lý? Dựa vào trình độ, năng lực và thói quen tiêu dùng của mỗi cá nhân, gia đình,
bạn sẽ vạch ra một con số tối thiểu để đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống. Mức thu nhập thực tế của bạn nên nằm trên mức tối thiểu đó. Điều thứ 5, cải thiện nền tảng sức khỏe. Tập thể dục, ăn uống lành mạnh, giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh là nền tảng thiết yếu để cuộc sống của chúng ta bền vững hơn. Hãy luôn nhớ những nguyên tắc đơn giản như là: sau 30 phút sử dụng máy tính liên tục, nên để đôi mắt nghỉ ngơi. Sau 60 phút nên đứng dậy để đi lại, thư giãn gần cốt. Chú ý vận động thường xuyên, uống nhiều nước mỗi ngày để đào thải độc tố, tăng cường trao đổi chất. Và điều thứ 6, học cách giữ bình tĩnh. Nóng giận mất khôn. Khi bạn học được cách bình tĩnh, kiểm soát tâm trạng, suy nghĩ trước khi hành động, thì chất lượng cuộc sống sẽ dần cải thiện đáng kể. Bình tĩnh sẽ giúp tư duy của bạn trở nên khách quan và tích cực hơn. Điều này giúp ích rất lớn cho bạn khi phải đối mặt với những thời điểm phải ra quyết định quan trọng. Đồng thời, khi chống lại sự chỉ trích phê bình, bạn cũng có thể dễ dàng tiếp nhận hơn. Vì vậy, hãy học cách bình tĩnh, đối xử tốt với bản thân, trân trọng những giá trị quan trọng, thì chất lượng cuộc sống cũng sẽ ngày một tăng lên.